Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Block Food cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazy Lan. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Hôm nay mình có một bất ngờ cho các bạn, bởi vì mình sẽ xếp hạng tất cả những lỗ bung từ hạng D cho đến SS cộng để xem coi đâu mới chính là lỗ bung xịn nhất trong Block Food để các bạn có thể dễ dàng sử dụng. Em sẵn sàng chưa? Ok, bắt đầu. Let's go. Thì đến với lỗ bung đầu tiên, chính là một trong những lỗ bung khá là huyền thoại trong Block Food luôn ha, nó đã tồn tại từ rất là lâu rồi. Em biết đó là gì không? Em không biết. Và mỗi lần hỏi câu này chắc chắn nó sẽ trả lời là nó không biết. Sao em biết được? Rồi, em lấy cây katana ra đi. Rồi, một trong những cái kiếm gọi là bình thường nhất trong game đúng không? Đúng rồi, kiếm cùi bắp nhất. Nhưng mà khi nhắc về lỗ bung cái kiếm này thì ai cũng phải khiếp sợ và gùng mình, đó chính là lỗ bung. Lỗi bung mỗi lần làm lỗ bung này mình hơi sợ nha các bạn. Sợ bị đắt cái thấy, ơi chết ra. Em biết bây giờ tại sao mà Roblox bị ban không? Tại sao vậy? Tại do anh có súng đó. Anh the hell, ơi ơi. Ôi, nhìn anh giống bị sặc quá. Sặc con. Em có thể dùng cái mammoth mà không dùng cái mammoth luôn. Đồ. Ồ, hay vậy. Thì sáng tiện đang nói về việc Roblox bị ban, và có khá là nhiều bạn hỏi mình là tại sao mình vẫn có thể vô được Roblox. Thì đương nhiên rồi, em biết cách đó là gì không? Yeah, mình sẽ tải VPN trên App Store hoặc Google Play á, là mình vô được ạ. Thì với đối bung cái katana này, mình cảm thấy nó không có tác dụng nhiều lắm, nên là mình xếp hạng nó ở hạng S nha các bạn. What? Sao xếp nó hạng S được? Thôi được rồi, vậy theo ý VDuck đi ha. Vậy thì mình sẽ xếp hạng nó ở hạng SSS cộng luôn nha. Rồi mình cảm thấy là khá hợp lý rồi đó. Bây giờ sẽ đến với lỗ bung tiếp theo nha. Thì hiện tại mình đang có chép bottle trên tay, nên là bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái lỗ bung khá bá đạo khi mà kết hợp với chép bottle này nha. Thì đầu tiên các bạn chỉ cần bấm qua phần setting và sau đó thì chuyển qua cái nhấn để di chuyển nha. Đây, click to move. Ai phốt, em tin là anh có thể biến mất mà không cần sử dụng UC dịch chuyển không? Sao làm được trong Block Food này? Không tin gì, coi này nha. Đầu tiên anh sẽ xài chip ít của chép bottle và đố em đang ở đâu á? Anh đang ở đâu? Anh có dùng chiêu X chạy đâu không? Em nghĩ là anh chạy gần này anh trốn em thôi đúng không? Hay là anh dùng chiêu C để teleport? Ai biết đâu, em đoán thôi coi anh đang ở đâu. Rồi, hạt kêu quan sát của mình còn gấp thấp quá không thấy được đâu chứ á. Nhìn anh trai nè. What the fuck? Ăn ba bữa nào vậy? Nè, nguyên lý hoạt động là gì nè? Đầu tiên xài chiêu X đúng không? Sau đó thì anh bùm. Ui, ui, cao gì hả? Ui, lần này bay cao vậy? Cái lỗi nhấn chuột phải để bay á. À, em cũng biết, em cũng biết. Biết rồi cuối cùng có làm được đâu, làm gì hả? What the hell? Cần anh chỉ không? Chỉ lại cho. Chỉ lại đi. Nè, đầu tiên em nhảy lên, chuột phải rồi bấm chữ Q. Bấm nhanh lên á. Đó, ui. Ui, ui, được rồi. Cao vậy? Ok, bây giờ mình sẽ để VDuck làm thử nha. Bây giờ đây chính là góc nhìn của mình nè. Rồi, xài chữ S đi. Bình thường sau khi xài chữ S nó sẽ xuất hiện gần đây đúng không? Nhưng mà khi xài cái lỗ bung này thì nó sẽ biến mất khỏi map luôn. What the f**k. Nói chung các bạn chỉ cần sử dụng chữ X nhảy lên và bay là nó sẽ biến mất khỏi đó luôn. Nói chung thì lỗi của chiếc bottle này cũng khá là ok, nhưng mà mình cảm thấy thì cái việc bỏ chạy khi PvP là không quân tử xíu nào, nên mình sẽ cho nó ở hạng B thôi. Cái gì mà chỉ hạng B hả? Chứ sao, chơi bỏ chạy là hạng B. Ôi, cái đó lùi lại lấy đào mà. Ok, và đến với lỗi bung tiếp theo. Thì đầu tiên chúng ta chỉ cần lấy ra một cái kiếm CDK. He he. Nếu như các bạn còn nhớ thì dạo gần đây CDK nó có một cái lỗ bung khá là bá đạo trong việc PvP ha. Đó chính là khi mà các bạn sử dụng chiêu X như thế này, gây đam vào đối thủ và tháo vũ khí ra thì đối phương sẽ bị đứng yên. Dạ, em không đi ra được luôn rồi. Bây giờ thì đối thủ của bạn sẽ không thể nào di chuyển được, và đương nhiên rồi, chúng ta chỉ cần mình đùa thôi, anh chứ không phải là em đâu bị đắt à. Easy. Mày em bao ti quá rồi đó. Không cần BB nhưng mà vẫn có thể có bao ti các bạn, quá đã luôn. Thì mặc dù cái lỗ bung này bá đạo vậy, nhưng mà nó vẫn không có điểm yếu nha. Đó chính là không phải ai cũng đứng yên cho các bạn xài chiêu. Nên là bây giờ mình sẽ cho VDuck chạy thử để mình đánh giá xem là độ chính xác của lỗ bung này như thế nào nha. Bây giờ em chạy thử rồi, di chuyển thôi. Cài đại xíu. Ra đây nè, ra đây nè, ra đây nè, ra đây nè. Giá bộ là đang BBB nha, chuẩn bị em bay vô anh nha. Rồi di chuyển thôi. Okay. Mày đó, không? Khá là khó quýnh chúng nha. Và đương nhiên khi mà các bạn quýnh hụt thì nó hữu sẽ. Oh my god. À, anh giỡn, ai phút phút anh giỡn mất bao ti. À, em khinh thường anh đúng không? Sức mạnh hu mạnh. Ấy dạ. Em giết anh luôn, em giết anh luôn. Đừng có ảo cái phút, đừng có ảo cái phút. Hu mạnh mới là trái mạnh nhất Block Food. Nhảy ra mới được, nhảy ra mới được. Rồi rồi rồi. Rồi rồi. Chết đi, dạ. Chết đi. Đó, các bạn thấy không, lỗi bung CDK rất khó trúng, tuy nhiên thì trái human rất là mạnh nha. Điều đó là không thể bàn cãi rồi. Thì với lỗi bung CDK khóa chân này, như mình giải thích nãy giờ đó, nó khá là khó để quýnh trúng khi mà PvP bình thường, nên là mình sẽ xếp hạng nó ở hạng A nha. Tại vì tác dụng nó cũng khá là bá đạo, nhưng mà có một cái là khó trúng thôi, chứ mới là hạng S rồi. Và đến với một lỗi bung tiếp theo, đó chính là khi mà bạn đang xem video của mình mà random chết quỷ thì bạn sẽ random được một chết quỷ rất là xịn. Và tiếp theo, nếu như các bạn đang sở hữu một trái T-Rex trên tay và cũng như là một trái Smog, thì các bạn hãy sử dụng chiêu V của trái T-Rex và bật
bật chém smoke lên. Thì lúc này các bạn sẽ được tan hình. Và bước tiếp theo thì chúng ta chỉ cần lấy cây Warden Sword ra và phiu xuất hiện lại. Và bây giờ mình sẽ cầm cây spike kia chơi đình của mình ra. Rồi Phúc, em lấy cái ẹt kia chạy lại gần đây ơi. Đây các bạn thấy gì chưa, sự tiến hóa của cây kiếm nha. Từ cây kiếm nhỏ chúng ta có thể bung lên cây kiếm bự thế này, và thậm chí là một cây kiếm bự khổng lồ luôn. Thì đương nhiên khi mà các bạn biến hình như thế này nó cũng sẽ tăng cái tầm đánh lên nha. Em lấy nó quýnh anh ơi. Ok, thì đương nhiên là cái tầm đánh của mình nó sẽ xa hơn là cái ẹt clone này, các bạn thấy không? Nó mình đấm nó liên tục luôn, trong khi đó thì nó không thể nào chống trả được cái ẹt này. Ai nhưng mà khi các bạn đấu với một người sử dụng bung của chế hung mình khổng lồ thì các bạn không thể nào quýnh được họ. À, ôi chúng đường cái kìa, hai cái rồi. No no no. Em đánh anh mày. Mày. Ôi các bạn ơi, đấu kiếm đó các bạn, đấu kiếm. Ai ai nghe ấy quá ha. Em sẽ là người thua cuộc, em sẽ là người thua cuộc. Đầu tiên lần này sẽ là của em. Ai da. Ai quên vụ giết bằng melee không ra party nữa chứ. Ôi nhưng mà mình đấu kiếm thua với đắc rồi các bạn ơi. Thì cái bông tiến hóa của mấy cái kiếm này cũng khá là hay á, nhưng mà các bạn biết gì không? Nghe nó cứ sao sao á, mình sẽ cho nó hạng D luôn nha. Nghe nó cứ sút sút kiểu gì á. Ok, tiếp theo thì các bạn hãy đổi vũ khí sang một cây tên là sắc so cho mình nha. Đó, găng cá mập. Sau đó thì các bạn hãy sử dụng chiêu X và tháo vũ khí. Ui, đây rồi, let's go. Thì sau khi mà các bạn thấy mà nhân vật chúng ta xoay vòng vòng vậy, có nghĩa là chúng ta thành công rồi đó. Bây giờ thì các bạn chỉ cần bật full mình lên. Sau đó thì các bạn hãy bật ship lock và bấm nút nhảy cho mình nha. What the hell, what thì the hell. Với cái tốc độ này các bạn có thể gượt bất cứ đối thủ nào mà chạy, bởi vì nó khinh thường tốc độ chứ không mình nha. Ôi rồi không sợ bị ban hả? Rồi mà cái lỗ bung này mất kiểm soát quá à. Đó, em thấy tốc độ anh chậm ghê không? Bây giờ em thử em bỏ chạy thôi. Ok em chạy nha, em chạy đi gắt tội nha. Ờ chạy đi. Mình sẽ chấp với đất chạy trước nửa đường các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ đuổi theo. Anh chạy hút luôn rồi, anh chạy hút luôn rồi. Ê mà anh không chui vô được, anh bự quá. Nhưng mà đương nhiên vẫn có cách thôi. Các bạn chỉ cần tắt hùng mình và sau đó cầm chét quỷ lên và nhảy như thế này, nó cũng sẽ tăng tốc độ cho bạn rất là nhiều luôn. Ôi em ấy còn nhanh hơn nãy nữa chứ. Nhưng mà hạn chế của cái này đó chính là các bạn cần phải cầm chét quỷ để có thể bay nhanh được. Và thậm chí là nó còn bay kiểu random vãi đó các bạn thấy không? Tự nhiên nó bay ra biển kìa, trong khi đó mình muốn đi thẳng tới phía trước mà. Và một khi mà các bạn đã nhảy quá số lần cho phép thì nó sẽ không thể nào mà nhảy được nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc là chúng ta phải nó là với những cái bất tiện đó mình sẽ đánh giá cái lỗ bung này ở hạng C nha các bạn. Mặc dù tốc độ cũng khá là nhanh nhưng mà nó không thật sự hiệu quả cho lắm. Và tiếp theo một lỗ bung của trái T-Rex. Em đâu rồi, cho anh biến hình T-Rex cái coi. Dạ. Xin lỗi nha Phúc, anh phải biến hình T-Rex. Bùm. Biến hình T-Rex đánh đủ đủ thôi chứ đừng giết luôn nha. Rồi, đủ nộ nè. Thì với trái T-Rex này các bạn chỉ cần việc biến hình. Ủa sao anh tàn hình luôn rồi? Ôi các bạn ơi, đúng là ông chùm nó bung mà tự nhiên bấm đại cái nó tàn hình luôn chứ. Thì ra đây nè, anh giới thiệu em một cái lỗi của trái T-Rex này khá là hại nha. Thì khi em đi PvP á, em quýnh nó hết máu ơi. Ok. Anh sẽ chạy được cho em coi, em tin không? Nè nè, để anh cho anh chạy. Rồi rồi, được rồi, như đó máu được rồi. Rồi em gượt anh đi. Đó, khi mà các bạn hết máu và bị đối phương gượt như thế này thì chúng ta chỉ cần sử dụng chiêu C ngay đây và bùm, thấy các bạn thấy không các bạn? Rồi cảm ơn nha, cảm ơn vì bao ti nha. Anh đang là tộc gâu, đáng ra phải là tộc người cá mới đúng. Cái này là cái bung lặn xuống biển nhưng mà chúng ta cần phải có tộc người cá mới làm được. Rồi bây giờ mình sẽ làm lại cho các bạn xem nha. Sử dụng chiêu C chế T-Rex và xài xuống biển, nó sẽ lặn xuống như thế này. Và đương nhiên nếu như mà các bạn có tộc người cá các bạn sẽ đi dưới đây được vĩnh viễn luôn. Nhưng mà nếu không có thì nó hơi bóp. Và yeah, với cái lỗ bung lặn xuống biển mặc dù hơi phế xíu nhưng mà thôi mình sẽ cho nó ở hàng B nha. Ui mà sẵn tiện đang ở đây mình sẽ giới thiệu một cái lỗ bung khác luôn á chứ. Rồi đầu tiên em mua cho anh một con thuyền đi, mới mua của Frankie á. Rồi bây giờ anh sẽ bấm vô nút TB về hôm như thế này nha. 2 1. Ui, what the hell, what the hell. Ôi anh đem thuyền lên xâm chiếm mất thao luôn rồi. Ủa sao có trái cát ở đây vậy? Trái cát này em random đó. Em là chưa like video đúng không? Nhớ like video để có thể random những trái siêu cấp VIP Pro nha. Ai Phúc, bây giờ em leo lên cái ghế của chiếc thuyền ngồi luôn. Ai Phúc, anh biến em về chỗ khác nè. Ok, đợi xíu nha. 3 2. Ui. Ủa. Ủa là sao? Ui. 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 Ủa. Ủa cái gì vậy? Ủa thì em nhảy ra cái nó tê bên lại đó mà nó không cho em đi em anh. À vậy là do nãy mình tê bên bót sao, là do ông vi đắc anh nặng quá các bạn ơi, thuyền đi không nổi. Trời ơi thấy không, đó bây giờ chúng ta đã có thể tạo được một chiếc thuyền đi trên bờ luôn nha. What the hell. Đi săn xe buýt nè, đi săn xe buýt nè. À đừng nằm. Người đầu tiên săn được xe buýt trên bờ. Ủa nhưng mà con này anh chịu hồi cơ mà. Ủa bị phát hiện hả? Ê phốt em leo lên thuyền nữa phốt. Ui ôi các bạn coi chiếc thuyền kìa. Em cũng đang trên đó nha, đừng né. Ôi 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 ôi
thời gian nó buông tan ra rồi. Thì cái lỗ bung đem thị lên bờ này, ngoại trừ cái việc mà nó thú vị ra, mình cũng không biết nó còn làm được tác dụng gì nữa. Mình mong là sau này admin có thể cập nhật cái gọi là tính năng săn si bít trên bờ ha. Nếu như mà có cái tính năng đó thì nó sẽ ở hàng S đó. Còn bây giờ mình sẽ cho nó ở hàng C thôi, bởi vì nó không có quá nhiều tác dụng nha. Em còn nhớ cái chiêu trái bồ tồn có thể khiến cho mình bị ban không? Nhớ nhớ, cái đó bá đạo lắm, đừng làm lại nha. Nhưng mà anh phải làm rồi, bởi vì anh cần phải làm video. Ủa? Là làm dữ chưa? Khó quá các bạn ơi, canh chiêu V cái trái quỷ cũng khó đó chứ bộ. Rồi để làm lại nha, xài chiêu V trái bồ tồn và nhặt trái quỷ đi. Ui! Em vừa bị hút vô cổng cái em bị đuổi ra luôn. Anh bị đuổi ra khỏi game luôn nè chứ nói. Mình bị đuổi ra khỏi bồ tồn là anh bị đuổi khỏi lớp quýt. Mà mỗi lần mình làm video về cái này á thì mình sẽ mất một trái quỷ á. Tính ra trái bồ tồn này cũng nhiều bung ha, nhưng mà cái bung này thì anh cảm thấy nó hơi nguy hiểm so với phần còn lại luôn á. Nó là cái bung duy nhất mà khiến mình bị kích luôn á. Rồi anh nghĩ là chúng ta có nguy cơ bị ban khỏi game về cái điều này nên anh sẽ cho nó ở hạng D nha. Bởi vì biết sao không, nó làm mất trái sen của anh. Đúng, cho nó hạng F luôn. Hay mất trái sen buồn quá các bạn ơi, nên là bây giờ chúng ta sẽ quyết định đến với lỗ bung tiếp theo, một lỗ bung của trái portal nữa. Mong là lần này nó có thể gỡ gạt lại cho cái bản bung cũ của nó nha. Thì cái bung này đó chính là khi mà các bạn sử dụng chiêu ít của trái portal và sau đó thì chúng ta giữ thanh trắng phía trên này, thì khi mà các bạn sử dụng cái lỗ bung này chúng ta sẽ được tàn hình vĩnh viễn luôn. Rồi để em làm thử nha. Giờ mình sẽ cho Vidac làm thử cho các bạn xem góc nhìn của chúng ta nha. Rồi như các bạn thấy không, Vidac sẽ tàn hình và hai kiểu quan sát của mình sẽ không nhìn thấy, tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể quýnh được nó nha. Đó, bùm, mày thì như các bạn mới vừa thấy đó, đây chính là một cái lỗ bung tàng hình khá là bá đạo. Tuy nhiên khi các bạn tàng hình đối thủ vẫn có thể quấn được các bạn, trong khi đó thì các bạn không làm được gì hết. Em cảm thấy cái lỗi này xứng đáng ở hạng mấy phút? Em nghĩ nó cũng có một chút tác dụng là làm cho đối thủ không biết mình đâu á. Cho nó hạng C. Ok, cho hạng C luôn. Vidac khá là tốt bụng nha các bạn. Hơi lỗi này mình phải chuyển sang ạc của Vidac mới có thể làm được các bạn ơi, bởi vì ạc của mình thì không đủ nguyên liệu để làm. Thì đó chính là lỗ bung auto aim bằng cây súng độc acid dump nha. Đầu tiên chúng ta cần giữ chuột phải lên cái thanh màu trắng này và chĩa con chuột vô ngay Vidac, bắn một cái buông ra. Rõ ràng cái hồi nãy không trúng Vidac nhưng mà nó vẫn gây đam. Nè bây giờ em di chuyển xa một tí nha, buông ra. Đó các bạn thấy không, Vidac nó bị gây đam mặc dù mà không trúng với đạn luôn. Em TB ra chỗ khác thử luôn nha. Em xài với bao tội em TB thử thôi. Anh nghĩ TB vẫn có thể trúng á. TB chưa? Rồi đó bắn đi. Ôi trúng luôn kìa. What the hell? Ở xa vãi luôn á, sao trúng được hay vậy? Đó thì nếu như các bạn nào mà thắc mắc tại sao những người chơi pro hay bắn trúng các bạn bằng cái acid bomb này thì đương nhiên rồi, họ sử dụng cái lỗ bung rồi đó các bạn ơi. Đó bạn thấy không, đang sky thế này đúng không, chuột phải một cái bấm vô đối thủ buông ra, đó easy. Và với một cái lỗ bung không có điểm yếu như thế này, đương nhiên nó xứng đáng ở hạng S, lỗ bung S đầu tiên trong video ngày hôm nay cũng như là cuối cùng luôn rồi. Và nếu như các bạn muốn thấy mặt Vidac thì đương nhiên rồi, hẹn các bạn vào vlog ở hè này nha. Bye.